Chiều ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được huấn luyện viên Tholot tin tưởng xếp đá chính ngay trong trận đấu giao hữu đầu tiên của Bo FC chuẩn bị cho mùa giải mới. Không phụ lòng tin của ban huấn luyện, Hải Con đã tỏa sáng với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo. Trong đó có pha lập công của Quang Hải đã được báo giới Pháp đặc biệt quan tâm. Le Public Desperance ví von bàn thắng của Quang Hải với siêu phẩm của Mathieu Valbuena trong trận đấu với Liverpool tại Champions League năm 2007. Thời điểm ngôi sao này còn đang khoác áo Olympique Marseille. Tờ báo Pháp mô tả bàn thắng của Quang Hải như sau. Quang Hải đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên một cách đáng tiếc. Nhưng chỉ vài phút sau, anh đã xuất hiện trước khu vực vòng cấm địa và Quang Hải tung cú sút tuyệt đẹp, không cho thủ môn đối phương có cơ hội phá. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Hải được nhắc kèm với cái tên Valbuena. Trước đó, trong cuộc họp báo ra mắt đội bóng mới, Nguyễn Quang Hải đã được nhận nhiều lời đánh giá tích cực từ huấn luyện viên trưởng Didier Tholot. Đáng nói hơn, nhà cầm quân 58 tuổi tuyên bố ngôi sao số 1 của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với cựu tiền thủ đội tuyển Pháp Mathieu Valbuena thay vì Lionel Messi như giới truyền thông Pháp ca ngợi trước đó. Mọi người nói rằng Quang Hải là Lionel Messi của Việt Nam, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy cậu ấy giống Mathieu Valbuena hơn. Lối chơi của họ có nhiều nét tương đồng, đó là luân chuyển bóng nhanh và có khả năng sáng tạo và phong cách thi đấu thú vị. Sau đây, các bạn hãy cùng bình luận viên Mai Anh Tài tìm hiểu xem nhận định của huấn luyện viên Tholot và báo giới xứ Lục Lăng về Quang Hải có thực sự chính xác hay không. Cũng như vì sao nói Quang Hải lại giống Valbuena hơn Messi nhỉ? Nếu suy xét kỹ về mặt chuyên môn, chúng ta sẽ thấy không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Tholot đi ngược chiều dư luận để so sánh Quang Hải với một cái tên không quá đình đám như Valbuena, thậm chí phần nào bị lãng quên trong làng bóng đá đương đại. Bên cạnh một vài yếu tố như là thể hình thấp bé, thuận chân trái, khả năng đá phạt, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật xuất sắc, phong cách thi đấu của Quang Hải có nhiều nét khác biệt Messi cùng ở độ tuổi 25. Empolga nổi tiếng với kỹ thuật qua người thượng hạng. Anh có thể xử lý tình huống ở mọi góc độ. Ở thời điểm đỉnh cao phong độ của mình, có thể dây dắt qua 3-4 cầu thủ là chuyện như cơm bữa. Những siêu phẩm solo tuyệt đỉnh đối với Messi bỗng dưng trở nên quá dễ dãi với cái chân trái ma thuật mà anh sở hữu. Về khoản này, Quang Hải không giống Messi. Mà thành thật mà nói, gần như rất ít cầu thủ trên thế giới thời điểm hiện tại có thể cosplay phiên bản của siêu sao người Argentina. Tiền vệ sinh năm 1997 chơi bóng nhanh và ít chạm hơn. Chính Quang Hải từng chia sẻ, mình luôn cố gắng hạn chế va chạm trực tiếp chân với đối thủ và cách duy nhất là phải để bóng qua thật nhanh khỏi chân mình trước khi đối thủ ập vào. Trường hợp bị ngã sẽ để cho người tiếp đất trước, chân tiếp đất sau. Bởi nếu chân tiếp đất trước thì nguy cơ xảy ra chấn thương sẽ cao hơn. Đó là một lối đá giữ gìn và thận trọng tuyệt đối của Hải Con khi chơi tại một khu vực ác liệt như là khu trung tuyến. Anh muốn tối giản hóa vấn đề, đồng thời vẫn đảm bảo được tính hiệu quả. Tuy thi đấu đề cao chất lượng hơn là nghệ thuật trình diễn, nhưng điều này cũng không thể phủ nhận khả năng đi bóng và sự khéo léo của Quang Hải. Bằng chứng là tính đột biến trong các pha dây dắt của ngôi sao 1997 vẫn đôi khi xuất hiện. Đơn cử như lần anh solo qua một loạt cầu thủ U23 Thái Lan để kiến tạo cho Hoàng Đức ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước bảy voi chiến tại vòng loại U23 châu Á 2020. Mặc dù trên thực tế, những tình huống như vậy lại không chiếm thế thượng phong xuyên suốt bước phát triển của Quang Hải. Hơn nữa, trong những pha xử lý nhìn tưởng chừng như cơ bản của Hải Con vẫn ẩn chứa tính mỹ học làm người xem đã mắt. Khả năng tăng tốc của tiền vệ quê Đông Anh dù khá tốt nhưng anh lại không quá lạm dụng. Tiền vệ này chỉ bứt tốc khi thực sự cần thiết nên anh không có nhiều khoảnh khắc bùng nổ như huyền thoại người Argentina. Tại câu lạc bộ Hà Nội hay các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam, tiền vệ sinh năm 1997 được xếp đá tiền vệ công với nhiệm vụ tổ chức lối chơi, tạo cơ hội cho đồng đội, thậm chí có thời điểm thi đấu như một tiền vệ trung tâm để phân phối bóng. Ở giai đoạn vàng son nhất của Barcelona và cá nhân Messi, Messi được biết đến nhờ khả năng săn bàn ấn tượng, nhiệm vụ kiến tạo lối chơi do cặp đôi Xavi và Iniesta đảm nhận. Siêu sao Argentina chỉ làm quen với vai trò nhạc trưởng trong khoảng 5-6 năm cuối khoa Barca khi tốc độ, thể lực không còn được như trước. Đồng thời các đời huấn luyện viên trưởng muốn khai thác triệt để bộ kỹ năng của anh. Vai trò của Empolga trái ngược với Quang Hải cùng tuổi. Cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội mang đến chất sáng tạo cho lối chơi nhiều hơn là các pha làm bàn. Xét về phong cách chơi bóng, cầu thủ Việt Nam mang nhiều nét tương đồng Messi thời trẻ nhất và Nguyễn Công Phượng. Tuy không cùng chân thuận với Messi, nhưng Công Phượng lại ưa thích lối đá giống Empolga. Anh thường xuyên dùng tốc độ và kỹ thuật để tả xung hữu đột trước vòng cây của đối phương. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên tình huống Công Phượng nhảy múa trước hàng thủ số đông của U19 Australia tại vòng bảng U19 Đông Nam Á 2014 trước khi mang về chiến thắng cho U19 Việt Nam. Trên thực tế thì người hâm mộ nước nhà cũng thường gọi Công Phượng bằng danh xưng Messi của Việt Nam thay vì Quang Hải. Qua các video Quang Hải thi đấu, có lẽ huấn luyện viên Didier Tholot cũng đã có những sự đánh giá khách quan với kỹ năng của chàng tiền vệ người Việt Nam. Do đó, được thuyền trưởng này so sánh với Valbuena có thể là bước thành công đầu tiên về mặt thiện cảm và Quang Hải đạt được trong màu áo đội bóng mới. Mathieu Valbuena sinh năm 1984 và là cầu thủ đáng xem bậc nhất bóng đá Pháp giai đoạn nửa cuối thập niên 2000
với nửa đầu thập niên 2010. Anh nổi lên trong máu của Marseille từ năm 2006 đến 2014 nhờ phong cách chơi bóng kỹ thuật, sáng tạo, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn là 1m67. Valbuena cũng tuân theo trường phái bảo toàn như là Quang Hải. Anh làm chủ khung trung tuyến và không cần dùng quá nhiều kỹ năng rườm rà hay các pha đi bóng qua người mạo hiểm. Dù vậy, trong từng cú chạm của Valbuena, chúng ta vẫn thấy được sự tinh tế, lãng mạn của Pháp. Người hâm mộ từng xem Valbuena là một phiên bản người Pháp của Andres Iniesta. Và trên thực tế, anh cũng là fan hâm mộ của huyền thoại Barcelona. Valbuena cũng có một nửa dòng máu Tây Ban Nha bởi cha anh, ông Carlos, vốn xuất thân từ Valladolid trước khi chuyển sang Pháp. Nhờ thế, trong Valbuena tiềm ẩn chất nghệ sĩ của những người Iberia giống như Iniesta vậy. Thú vị hơn, Valbuena từng trải qua 1.5 năm làm học trò của huấn luyện viên Didier Thorlot ở câu lạc bộ Lyon từ năm 2004 đến năm 2006, đội bóng thuộc giải hạng 3 Pháp thời điểm đó. Vì vậy, nhà quân 58 tuổi hiểu rất rõ về Valbuena. Giai đoạn cho đội trẻ Bordeaux, các huấn luyện viên xếp Valbuena đá tiền đạo trong sơ đồ là 4-3-3. Tuy nhiên, dưới thời của huấn luyện viên Thorlot, anh chuyển sang đá tiền vệ công, đảm nhận nhiệm vụ kiến thiết lối chơi bởi nhà cầm quân 58 tuổi muốn xây dựng đội bóng xoay quanh cầu trò cứng. Thậm chí mô tả Valbuena như kiến trúc sư của đội. Giới chuyên môn nhận định, chính sự điều chỉnh này đã nâng tầm Valbuena đến Lyon. Mùa 2005-2006, Lyon giành vé thăng hạng lên Ligue 1 lần đầu tiên trong lịch sử. Bản thân Valbuena nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, được ông lớn Marseille chờ mộ. Điều quan trọng là Quang Hải có thể nhìn vào Valbuena để tự tin với khuyết điểm về mặt chiều cao. Đương nhiên đây là câu chuyện chuyên môn thuần túy, không xen lẫn các yếu tố đời tư của một tài năng, một thời của một đa pháp. Valbuena từng bị đuổi khỏi học viện vì chỉ vì quá thấp bé, phải tự mài dũa bản thân trở thành viên ngọc quý, chấp nhận thi đấu ở nghiệp dư, đứng bán đồ dùng thể thao, nuôi dưỡng ước mơ đến tận năm 26 tuổi mới có trận ra mắt chính thức đầu tiên tại đấu trường quốc tế. Ý chí vươn lên của Valbuena là bài học dành cho Quang Hải. Tiền vệ tài năng của chúng ta chỉ cao 1m68, thể hình rõ ràng là một điểm yếu của anh. Tuy vậy, trong bóng đá, chiều cao không quyết định tất cả, mà kỹ thuật, sức bền, tư duy chiến thuật cũng là những yếu tố rất quan trọng, và đó đều là những điểm mạnh của Quang Hải. Cựu cầu thủ Pháp Jarou Chahar từng vốn có thời gian thi đấu tại Việt Nam nhận định. Đối đầu với những cầu thủ giàu sức mạnh tại Ligue 1 sẽ là một thử thách rất lớn cho Quang Hải, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không có cơ hội. Những cầu thủ cao lớn như tôi chẳng hạn thường là các tiền đạo hoặc trung vệ, còn ở hàng tiền vệ Ligue 1 cũng có không ít những cầu thủ nhỏ con cỡ như cầu thủ Việt Nam thôi. Đó là những cầu thủ nhanh nhẹn có kỹ thuật tốt như Quang Hải. Bàn thắng đầu tiên của Quang Hải trong máu của Pro FC tuy chỉ là trận đấu giao hữu nhưng nó vẫn mang tầm vóc của một cánh én báo hiệu mùa xuân. Không ai có quyền đánh thuế giấc mơ. Hy vọng tại Pro FC, huấn luyện viên Didier Thorlot có thể nâng tầm Quang Hải như cách ông từng làm với Mathieu Valbuena. Dẫu biết trình độ của hai người học trò có khoảng cách không nhỏ. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên thủ tục trước khi rời đi là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nha. Những góp ý và những sự ủng hộ của anh em sẽ là nguồn động lực để giúp bình luận viên Mai Anh Tài phát triển hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.